Anh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin hàng hóa thị trường. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. Giá gà bán lẻ giảm 13.000 đồng một bình 12kg từ ngày 1 tháng 12 năm 2014. Ngành điều công bố nghiên cứu dinh dưỡng để đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Như trước hết sẽ là thông tin. Chỉ số BMI trong tháng 11 của cả nước đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, đầu tuần này, HSBC và Market Economist đã công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng BMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 11. Theo đó, BMI tháng qua đã tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng gần đây. Kết quả khảo sát cho biết, BMI của Việt Nam tăng từ mức 51 trong tháng 10 lên 52,1 trong tháng 11. Theo đó, sản lượng sản xuất của Việt Nam tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm nay. Nhóm khảo sát cho rằng sản lượng gia tăng nhờ vào nhu cầu của khách hàng cải thiện và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Ngoài ra, số lượng việc làm cũng đã tăng. Theo HSBC, chỉ số PMI tháng 11 phản ánh lĩnh vực sản xuất Việt Nam khá cạnh tranh. Nhờ chi phí lao động thấp hơn Trung Quốc, nên lĩnh vực sản xuất Việt Nam đang giành lại được thị phần toàn cầu. Ngân hàng này cũng đã kỳ vọng sản lượng sản xuất của Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng, trái với bức tranh của các quốc gia còn lại trong khu vực. Theo thông báo của các công ty kinh doanh ga tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 12, giá ga sẽ giảm 13.000 đồng một bình 12 kg. Các công ty ga cho biết mức giảm cho mỗi ký ga là 1.083 đồng. Theo đó, mỗi bình ga loại 12 kg sẽ giảm 13.000 đồng. Các loại bình 45 kg và 50 kg có mức giảm lần lượt là 49.000 đồng và 54.000 đồng một bình. Tương ứng với mức giảm này, giá ga bán lẻ của Sài Gòn Petro đến tay người tiêu dùng là 328.000 đồng một bình 12 kg. Gia đình ga và Pacific Petro có giá lần lượt không quá 336.000 và 337.000 đồng một bình 12 kg. Theo các công ty ga, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm là do giá ga thế giới tháng 12 chỉ còn 560 đô la một tấn, giảm 45 đô la một tấn so với tháng 11. Từ đầu năm đến nay, giá ga đã 8 lần điều chỉnh giảm. Chưa bao giờ mà hàng gian, hàng giả, hàng nhái lại được bán một cách ngang nhiên và thâm nhập đến từng ngõ ngách thị trường một cách tinh vi như hiện nay. Đây là một trong những nhận định mà các chuyên gia đưa ra tại hội thảo về chống hàng giả diễn ra vào cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Trương Văn Ba, Văn phòng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ riêng hàng xăng dầu lậu tại khu vực biên giới Tây Nam đã chiếm đến 1/4 thị phần thị trường khu vực này. Đối với thuốc lá, chỉ riêng 10 tháng đầu năm, tổng thiệt hại mà hàng lậu hàng giả gây ra ước tính tương đương con số ngân sách thất thoát 6.000 tỷ đồng. Theo Trung tâm Chống hàng giả, hiện nay nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề đang khiến nhiều bên quan ngại, cả các nhà quản lý, doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng. Bởi lẽ hệ lụy mà nó gây ra là không nhỏ, bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và còn gây ra thiệt hại trước nhất là mặt tài chính của người dùng lẫn nhà sản xuất. Theo ông Triệu Quang Thình, Phó Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, hiện vấn nạn hàng gian hàng giả đang tràn ngập thị trường và có mặt ở hầu hết các chủng loại hàng hóa và phân khúc từ hàng cơ bản như dầu gội, mỹ phẩm, quần áo, phân bón đến hàng công nghệ hoặc hàng có giá trị cao như vàng, điện thoại, chip điện tử, máy bay. Từ cái đánh giá cái nguyên nhân của hàng giả, hàng nhái là nó có những cái nguyên nhân kinh tế, những nguyên nhân xã hội, nhưng chúng ta trong các cái giải pháp và chúng ta còn nặng về giải pháp hành chính. Chúng ta cho rằng là kiểm tra xử lý là có thể giải quyết được, nhưng mà riêng biện pháp đó không thể giải quyết được. Phải kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, vừa kết hợp công tác là kiểm tra xử lý về mặt pháp luật là đủ mạnh, đủ sức răn đe, đồng thời phải kết hợp với việc là tăng cường công tác giáo dục, công tác là nâng cao cái ý thức của mọi người tham gia làm tốt cái công tác đấu tranh chống hàng giả. Các chuyên gia khuyến cáo trong công tác phòng chống hàng gian, hàng giả và bảo vệ thương hiệu, doanh nghiệp nên là đơn vị chủ động trước nhất. Điều này có ý nghĩa tích cực để việc giảm thiểu được rủi ro thiệt hại cho cả chính doanh nghiệp và khách hàng do chính hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ra. Công ty chúng tôi là cũng có xúc tiến cái vấn đề là khi có nhãn hiệu, thương hiệu thì chúng tôi cũng đăng ký tác quyền tác giả tại cơ quan chức năng và cục sở hữu trí tuệ để họ mình có tự bảo vệ mình. Nếu mà ai có sự vi phạm thì chúng tôi là có cơ sở để mà đối chiếu so sánh. Khi phát hiện ra thì chúng tôi có liên hệ với quản lý thị trường tại địa phương và có công văn gửi cho họ để đừng có, trước hết là khuyến cáo không được sử dụng cái nhãn hàng của chúng tôi. Sự kiện này do Trung tâm Chống hàng giả, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Đức Việt cũng nhằm được tổ chức ngay trước kỷ niệm ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11 nhằm nâng cao nhận thức tầm quan trọng của vấn đề đối với doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.
Theo các tổ chức chứng nhận cà phê bền vững tại Việt Nam, hiện nay hơn 50% sản lượng cà phê sản xuất tại Việt Nam có các chứng nhận về sản xuất bền vững. Tại diễn đàn đối thoại và triển vọng cà phê năm 2014 diễn ra sáng ngày 1 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các tổ chức chứng nhận cà phê bền vững như là UTZ Certified 4C cho biết, diện tích và sản lượng cà phê có chứng nhận của Việt Nam tăng rất nhanh trong 2 năm gần đây. Hiện Việt Nam có 175.000 ha diện tích cà phê và hơn 50% sản lượng, tức là khoảng hơn 600.000 tấn có chứng nhận bền vững. Trong 2 năm vừa rồi thì tại Việt Nam các nhà sản xuất tham gia chứng nhận phát triển chứng nhận vào rất là lớn. Lý do thứ nhất là vì cái xu thế khách hàng đòi hỏi, người ta gọi đến một công ty, alo anh có cà phê chứng nhận không? Nếu trả lời là không thì người ta không liên lạc nữa. Thậm chí là cái cà phê bình thường cũng khó kinh doanh buôn bán, cho nên đó là cái áp lực từ khách hàng, người ta phải tham gia chứng nhận. Thứ hai, một đơn vị mà đứng trên địa bàn thì ngoài cái chuyện khách hàng ra thì địa phương cũng yêu cầu đóng góp một cái gì cho đó cho bà con nông dân, nên đó là cái lý do thứ hai buộc các công ty phải tham gia chứng nhận. Và đặc biệt trong 2 năm vừa rồi thì với hai cái nguyên nhân này làm cho các nhà sản xuất Việt Nam đăng ký chứng nhận rất là lớn, đặc biệt tổ chức của tôi thì có năm tăng lên 100% luôn. Theo các tổ chức trên, việc diện tích cà phê có chứng nhận tăng lên không chỉ mang lại lợi ích kinh tế là tiết kiệm chi phí sản xuất đầu vào, gia tăng giá bán cho sản phẩm đầu ra, mà quan trọng là định hướng cho việc phát triển bền vững ngành cà phê ở Việt Nam phù hợp với xu hướng thế giới. Hiện nay cái xu thế người tiêu dùng, người ta muốn uống một ly cà phê có cái độ an toàn về thực phẩm cao. Người ta muốn đằng sau ly cà phê đó biết được rằng cái vùng đó là người nông dân, người ta sống làm sao, có đủ sống hay không, cuộc sống người ta vất vả lắm hay không, các cháu được đến trường hay không, môi trường có bị hủy hoại hay không. Thì đó là xu thế hiện nay của cà phê trên thế giới. Và theo tôi nghĩ rằng xu thế này càng ngày càng nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó thì tất cả thị trường cà phê trên thế giới đều phải được chứng nhận, có nghĩa là được bão hòa. Còn cà phê không có chứng nhận thì sẽ không được vào cái sân chơi trên thị trường cà phê thế giới nữa. Hiện nay cà phê có chứng nhận đang chiếm khoảng 17% lượng cà phê tiêu thụ trên toàn thế giới. Thị trường cà phê có chứng nhận tăng trưởng khoảng 30% một năm. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, hạt điều Việt Nam có chỉ số đường huyết rất thấp, thấp hơn nhiều so với các loại sữa dành cho người bệnh đái tháo đường. Kết quả vừa được công bố tại diễn đàn Giá trị điều Việt Nam năm 2014 vừa qua. Nghiên cứu được Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên 12 người khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Mẫu điều được nghiên cứu là nhân điều Bình Phước. Kết quả cho thấy chỉ số đường huyết của điều chỉ ở mức 9,5% so với glucose, đây là mức rất thấp nếu so sánh với các loại thực phẩm khác. Bên cạnh đó, hạt điều cũng chứa một hàm lượng cao các chất khoáng như là phosphor, magie, sắt, kali. Do đó, Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh kết luận điều là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nếu sử dụng hợp lý có thể góp phần vào việc phòng ngừa một số bệnh mãn tính như là tim mạch, đái tháo đường, v.v. Nhân diễn đàn Giá trị điều Việt Nam năm 2014, Hiệp hội điều cũng phát động chương trình xét chọn sản phẩm điều chế biến sâu tiêu biểu Việt Nam lần thứ nhất. Chương trình do chính các đại biểu tham gia diễn đàn bỏ phiếu xét chọn. Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội điều Việt Nam, cả hai chương trình nghiên cứu giá trị dinh dưỡng hạt điều và bình chọn sản phẩm điều chế biến sâu đều nhằm mục đích quảng bá để mạnh tiêu thụ hạt điều nội địa. Điều trong nước, cái tiêu dùng của điều trong nước thì hiện nay là rất là khiêm tốn, cũng như nhiều diễn giả ở cái diễn đàn ngày hôm nay người ta đã đánh giá. Tuy nhiên là nó cũng có nhiều cái lý do. Thì một trong những cái lý do của dẫn đến cái tình trạng này là đa số cái người tiêu dùng thì họ lại hiểu rất là mơ hồ về cái giá trị dinh dưỡng đích thực của cái hạt điều. Những cái thông tin, những cái báo cáo của thế giới cũng như ở trong nước thì hạt điều nó lại có những cái giá trị dinh dưỡng rất là tốt. Theo số liệu của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam, xuất khẩu điều Việt Nam đã liên tục dẫn đầu thế giới trong 8 năm trở lại đây. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công Thương, tỷ lệ tiêu thụ nội địa của hạt điều đã qua chế biến chỉ mới đạt khoảng 1,8-2,2% tổng lượng nhân điều đã qua chế biến. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai bán xăng sinh học theo lộ trình quy định của Chính phủ. Theo kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2015, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố sẽ bán xăng sinh học E5. Tại hội nghị triển khai lộ trình sử dụng xăng E5 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng ngày 27 tháng 11, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 12 tới sẽ có 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố bán xăng E5, trong đó có 15 cửa hàng của các doanh nghiệp đầu mối, 42 cửa hàng của 6 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và 1 cửa hàng của doanh nghiệp tư nhân. Đến 30 tháng 6 năm 2015, thành phố sẽ có trên 115 cửa hàng nữa chính thức bán xăng E5. Và theo lộ trình đến cuối năm 2015, tất cả 510 cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện bán xăng E5. Theo bà Đào, sở dĩ không thể triển khai bán xăng E5 theo lộ trình cho tất cả cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố từ đầu tháng 12 tới là do đa số các cửa hàng vừa được nâng cấp sửa chữa để đáp ứng các tiêu chuẩn kinh doanh xăng dầu theo quy định. Do đó, việc triển khai phải theo lộ trình để các cửa hàng có sự chuẩn bị.
Trong quá trình triển khai, Sở sẽ phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối hỗ trợ cụ thể cho từng cửa hàng. Trong lộ trình áp dụng có cơ chế chính sách hỗ trợ và theo lộ trình. Và chúng tôi sẽ cùng với đầu mối hỗ trợ từng cái hệ thống của mình, đại lý cửa hàng. Như các anh chị thấy đó, những người nào đủ điều kiện là sẽ ra ngày 1 tháng 12. Và từ đây tới tháng 6 chúng tôi có những cái lộ trình thực hiện rất cụ thể và đối với từng cửa hàng cụ thể. Về nguồn cung xăng sinh học cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như PVOI, Petrolimex đều khẳng định sẽ cung ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Các doanh nghiệp cho rằng vấn đề quan trọng hiện nay là tuyên truyền để người dân an tâm sử dụng xăng sinh học cũng như có cơ chế giảm giá để xăng sinh học có sức hút với người tiêu dùng. Hiện giá xăng sinh học E5 đang được bán ngang bằng với giá xăng A92 trên thị trường. Thưa quý vị, trao đổi với FBNC mới đây, ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang tiếp nhận 4 dự án đăng ký đầu tư vào chương trình phát triển bò sữa của tỉnh với tổng vốn hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Nếu các dự án được triển khai, thì ngoài cà phê, Đắk Lắk có thể trở thành vùng sản xuất bò sữa lớn nhất cả nước. Theo ông Khiết, 4 dự án đầu tư vào ngành bò sữa tại tỉnh gồm dự án của tập đoàn TH True Milk với tổng vốn 1,2 tỷ đô la Mỹ, dự án của tập đoàn Hoa Anh Gia Lai với tổng vốn 600 triệu đô la Mỹ, dự án của tập đoàn Đức Long với tổng số vốn 300 triệu đô la Mỹ và dự án của tập đoàn Phước Thành với tổng vốn hơn 200 triệu đô la Mỹ. Hiện các dự án đang tiến hành các thủ tục xin cấp phép đầu tư và tỉnh cũng đã trình các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến. Hiện nay thì có một số nhà đầu tư đăng ký đầu tư về chương trình phát triển bò sữa tỉnh Đắk Lắk và chúng tôi đang là tạo quỹ đất để rồi là trình cấp thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển chăn nuôi bò sữa. Nếu như mà cái dự án này mà đi vào cuộc sống thì có thể là trở thành một cái vùng sản xuất bò sữa lớn nhất của cái vùng này. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong định hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, ngoài cà phê, tỉnh còn ưu tiên phát triển những ngành như cao su, tinh bột sắn, mía và chăn nuôi bò sữa. Vừa rồi là những thông tin trong phần 1 của bản tin hàng hóa thị trường và trong phần 2, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. Mỹ không còn cảnh chen lấn trong ngày thứ sáu đen nhờ các doanh nghiệp kéo dài thời gian khuyến mãi. Bất chấp các nỗ lực kích thích kinh tế, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hàn Quốc vẫn giảm.